kênh YouTube Ai Thích Gì Xem Đó. Xin kính chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Chúc một ngày mới được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui trong cuộc sống và thành công trong mọi công việc và mọi lĩnh vực. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà đó là Tòa Thánh Tây Ninh, Ngài Vía Đức Chí Tôn, hay còn gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Trong Tòa Thánh mình nó có triển lãm tất cả là 32 cái mô hình, gồm có đó, mỗi bên đó, hai bên dãy, bên đông và tây, mỗi bên dãy là có 32 là coi như 16, mỗi bên là 16 cái mô hình, hai bên là 32, là gồm có nói về những cái mô hình, nói về các anh hùng lịch sử, những vị vua, những vị thầy thuốc và những tranh ảnh, và gồm có cây kiển do những hội thánh đồ để mà dâng cúng lên trên tòa thánh. Bây giờ mình sẽ đi để mà chia sẻ đến cho cả nhà. Nếu mà cả nhà xem video có cảm thấy hay, thấy thích, thấy vui thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giờ mình sẽ di chuyển. Và đây là triển lãm trưng bày nhạc khí cổ truyền, nhạc lễ, giáo nhi, nhà truyền, nhà thuyền, tổng trạo, đồng nhi nam nữ. Và đây là triển lãm Nguyễn Đình Chiểu do ban đại diện họ và các đạo tỉnh Bến Tre thực hiện. Từ tết quả dưa hấu mai ăn tim, linh quả gửi ra đại dương. Từ một ngày bị hạ xuống đã tôi cần và học hỏi, bước vào bên trong phủ tể tướng và tỉnh khi đưa mắt nhìn sang, nhìn lại ở một đức tướng mẫu có con chim sẻ và đầu cầm chúc, bèn đưa tay ra bắt. Nhưng ngờ đó chỉ là một bức tranh. Mặt đỉnh chiên ngỡ ngàng vì một bức tranh thơ chim sẽ sống động như thật. Chẳng người hầu trước đó đã soi xét tướng mạo của ông. Ở đây lãm thần nông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tai ta không thể nghe những lời không phù hợp vậy. Mũi ta không chịu được mọi cảm giác bỏ. Lưỡi ta không thể lớp tiếng với không phù hợp. Thân ta không muốn thành phủ thân mạnh của không phù hợp. Và đây là triển lãm điển tích Tử Lộ cảnh nhị thập tứ hiếu của ban đại diện hội thánh ban cai quản họ Đạo thuộc tỉnh Long An. Và ở đây trong đền thánh hôm nay có làm những cái mô hình đó. Đây là họ Đạo Liên phường Long Hoa và Long Thành Bắc thị xã Hòa Thành tỉnh Tây Ninh. Ở đây là mô hình để mà nói về Lạc Long Quân và Âu Cơ để mô tả lại cái cảnh của Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ quốc mẫu Âu Cơ. Và đây là công trình triển lãm Hải Thượng Lãng Ông Y Viện Hội Thánh thực hiện. Dân tộc Trần Quốc Tỏ họ Đạo khu phố Hiệp Định thực hiện. Và đồng đạo hải ngoại
Và đây là triển lãm tổ huệ năng. Đây là công trình đại lễ Đức Chí Tôn diễn lãm lý thường kiệt họ đạo Ninh Lợi, Ninh Phước, Ninh Nghĩa, Ninh Đức, phường Phú Thạnh. Hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, họ đạo xã Bào Năng, huyện Dương Minh Châu thực hiện. Triển lãm vua Phò Dư rước Đức Khổng Phu Tử về nước giáo đạo. Chân họ đạo Liên, khu phố Hòa Hiệp, trường phường Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Là triển lãm hoa kiển.
đây là công trình sự tích Chầu Cao. Mừng đại lễ Đức Chí Tôn. Và đây là công trình mừng đại lễ Đức Chí Tôn triển lãm thánh giống họ Đạo, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
triển lãm hình ảnh sinh hoạt của hội thánh. Công trình đại lễ Đức Chí Tôn. Công trình là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, họ Đạo, khu phố Hiệp Long, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Triển lãm sự tích Khương Thượng Tử Nha. Quang Trung Nguyễn Huệ do họ Đạo, phường Long Thành Trung thực hiện. Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, chức sắc chức việc đồng đạo tỉnh Đồng Nai, thành tâm hiến lễ. Thank you.
phấn của họ đạo Hiệp An thực hiện.